chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hưng Yên tổ chức tài chạy Tết ấm cho người nghèo. Phát huy hiệu quả của các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1248 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị so với hiện nay. Toàn tỉnh Hưng Yên có 7 trên 10 huyện, thị xã, thành phố tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trong đó, thành phố Hưng Yên tiến hành sắp xếp 5 xã phường thành 3 xã phường mới, gồm phường Quang Trung sáp nhập với phường Lê Lợi thành phường Lê Lợi, điều chỉnh 0,05 km2 diện tích tự nhiên của xã Phương Triều về xã Liên Phương quản lý, sáp nhập phần còn lại của xã Phương Triều và xã Hồng Nam thành xã Phương Nam. Huyện Tiên Lữ sắp xếp 7 xã thị trấn thành 3 xã thị trấn mới, gồm xã Ngô Quyền và xã Dị Chế sáp nhập với thị trấn Vương thành thị trấn Vương. Xã Minh Phượng sáp nhập với xã Cương Chính thành xã Cương Chính. Xã Hải Triều sáp nhập với xã Đức Thắng thành xã Hải Thắng. Huyện Phù Cừ điều chỉnh 2 xã thành 1 xã là Minh Tiến sáp nhập với xã Tiên Tiến thành xã Tiên Tiến. Huyện Kim Động sắp xếp 4 xã thành 2 xã mới, gồm xã Thọ Vinh sáp nhập với xã Phú Thịnh thành xã Phú Thọ. Xã Vũ Xá sáp nhập với xã Nhân La thành xã Diên Hồng. Huyện Ân Thi sắp xếp 6 xã thành 3 xã mới, gồm xã Văn Nhuệ sáp nhập với xã Đa Lộc thành xã Đa Lộc. Xã Tân Phúc sáp nhập với xã Quang Vinh thành xã Quang Vinh. Xã Hồng Vân sáp nhập với xã Hồng Quang thành xã Hồng Quang. Huyện Khoái Châu sắp xếp 10 xã, thị trấn thành 5 đơn vị mới, gồm sắp nhập xã Hồng Tiến với xã Đồng Tiến thành xã Đồng Tiến, sắp nhập xã Đại Hưng với xã Chí Tân thành xã Chí Minh, sắp nhập xã Nhuế Dương với xã Thành Công thành xã Nguyễn Huệ, sắp nhập xã Hàm Tử với xã Dạ Trạch thành xã Phạm Hồng Thái, sắp nhập xã Bình Kiều vào thị trấn Khoái Châu thành thị trấn Khoái Châu. Huyện Yên Mỹ sắp xếp 9 xã, thị trấn thành 4 đơn vị mới, gồm sắp nhập xã Nghĩa Hiệp với xã Giai Phạm thành xã Nguyễn Văn Linh, sắp nhập xã Lý Thường Kiệt với xã Tân Việt thành xã Tân Minh, sắp nhập 3 xã Yên Hòa, Minh Châu và Việt Cường thành xã Việt Yên, sắp nhập xã Trung Hưng vào thị trấn Yên Mỹ thành thị trấn Yên Mỹ. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 118 xã, 13 phường và 8 thị trấn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2024, đến nay tất cả 21 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành hội thi tại cơ sở. Hội thi đã thu hút hơn 200 bí thư chi bộ đến từ 21 đảng bộ tham gia. Các thí sinh thực hiện các phần thi là giới thiệu về bản thân, giới thiệu về chi bộ, kiến thức chung, nghiệp vụ, xử lý tình huống, thi thuyết trình. Nổi bật là phần thuyết trình với các chủ đề như xây dựng chi bộ 4 tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó chọn được 42 bí thư tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp thị xã, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11. Đảng bộ trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Lâm vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Mỗi thí sinh trải qua 3 nội dung dự thi, gồm thi chào hỏi, giới thiệu bản thân và đơn vị, phần thi thuyết trình và phần thi trả lời xử lý tình huống, trả lời câu hỏi phụ. Nội dung thi xoay quanh những hiểu biết về Đảng, công tác xây dựng Đảng, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, phương pháp xử lý và cách giải quyết về những vấn đề xảy ra trong thực tế tại cơ quan đơn vị. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng tại cơ sở. Nhằm thống nhất triển khai đầy đủ đúng trình tự các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo đúng luật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Theo đó, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Những công dân có trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn thì độ tuổi nhập ngũ đến hết 27. Trình độ văn hóa tuyển chọn là từ lớp 8 trở lên.
với nghĩa vụ công an nhân dân tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Với những công dân có hình xăm có thể tẩy xóa thì có thể tuyển nhập ngũ vào quân đội. Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự thực hiện theo điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Thời gian sơ tuyển cấp xã xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024, khám sức khỏe cấp huyện xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 27 tháng 1 năm 2025. Giao nhận quân dự kiến từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 2 năm 2025, tức ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng. Huyện Văn Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025. Năm nay, huyện được giao tăng trên 20% chỉ tiêu so với năm trước. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện xong công tác phúc tra, xét duyệt nguồn tuyển quân, chuẩn bị tốt các điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch. Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 sẽ tổ chức sơ tuyển tại các xã thị trấn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân có thể chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ về những quy định của luật nghĩa vụ quân sự, dẫn đến có nhận thức và hành động chưa đúng, thậm chí không chấp hành nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Sau đây là khái quát một số quy định chính trong luật này. Tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, quy định công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đến hết năm 27 tuổi. Với những trường hợp công dân đã được tạm hoãn đi học, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang học đại học, cao đẳng hay chính quy. Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng, con của liệt sĩ, con của thương binh, hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. Đối với những hành vi trốn khám nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì bị phạt từ 10 tới 12 triệu đồng. Đối với những hành vi trốn khám nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì bị phạt từ 10 tới 12 triệu đồng với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe. Phạt từ 12 tới 15 triệu đồng với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi. Phạt tiền từ 15 tới 20 triệu đồng với hành vi gian dối để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Phạt tiền từ 25 tới 35 triệu đồng không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Xử lý hình sự theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng tới 2 năm. Trường hợp có thêm các tình tiết tăng nặng như tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, lôi kéo người khác phạm tội, mức phạt tối đa là 5 năm tù. Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hưng Yên tổ chức lễ phát động tham gia mùa thứ 6 giải chạy BIDV Run Tết ấm cho người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Từ năm 2019 đến nay, BIDV tổ chức giải chạy ghi nhận thành tích online qua ứng dụng BIDV Run. Giải chạy thu hút sự tham gia đông đảo của các vận động viên, góp phần nâng cao sức khỏe, kết nối người lao động trong toàn hệ thống để mỗi cán bộ BIDV có thể tham gia, đóng góp trực tiếp và lan tỏa những giá trị nhân văn tới cộng đồng. Đây là mùa giải thứ 6 của BIDV chi nhánh Hưng Yên, diễn ra trong 2-3 ngày với trên 120 vận động viên là nhân viên BIDV chi nhánh Hưng Yên và người thân cùng khách hàng tham gia. Cùng với cái ý nghĩa cũng như cái kết quả đạt được trong 5 năm qua thì năm nay BIDV tiếp tục tổ chức cái giải chạy cái đấm cho người nghèo mùa thứ 6 Xuân Ất Tỵ. Toàn bộ cái thành tích mà được ghi nhận sẽ được quy đổi ra thành chi phí cho chương trình tòa đặng thiết ấm cho người nghèo đến các bà con nghèo trên toàn quốc. Vừa qua thì các tỉnh miền núi phía Bắc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi. Vì tổ chức giải chạy này cũng nằm cái mục đích là cũng ủng hộ cho những cái đồng bào nghèo đấy là khắc phục cái hậu quả sau bão lũ, ổn định cuộc sống cũng như có được một cái Tết được no đủ hơn. Mỗi 1 km chạy sẽ được tính bằng 1.000 đồng. Riêng vào ngày thứ 7 sẽ được nhân hệ số 2, ngày chủ nhật sẽ được nhân hệ số 3. Năm 2023, từ giải chạy này, BIDV chi nhánh Hưng Yên đã đóng góp gần 40 triệu đồng cho người nghèo. Năm 2024, trên 80 triệu đồng. Và dự kiến dịp Tết Ất Tỵ 2025 sẽ đạt gần 100 triệu đồng.
trong 3 năm gần đây thì ở tại chi nhánh Hưng Yên tôi luôn luôn là những vận động viên đứng trong top đầu ủng hộ cho đồng bào người nghèo với cái số tiền cao nhất. Mùa gần đây là tôi cũng ủng hộ cho đồng bào là 5 triệu đồng. Mùa phát động lần này tôi cũng sẽ đóng góp những cái thành tích tương tự như các mùa giải trước. Giải chạy BIDV Run không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu BIDV mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, chia sẻ tình yêu thương tới những người kém may mắn. Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và giảm áp lực cho cơ quan hành chính nhà nước, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe. Đây là một trong 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án số 06 được triển khai tại tỉnh Hưng Yên. Việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân có thể thực hiện tại nhà bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet. Hiện tại, những thông tin cơ bản về thủ tục này được công khai chi tiết rõ ràng trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên công khai toàn bộ các thủ tục hành chính và quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính ở trên cổng dịch vụ công quốc gia với cả trang thông tin điện tử của tỉnh. Trong đấy có đầy đủ hướng dẫn công dân về cách nộp hồ sơ, thanh toán phí lệ phí để người dân có thể thuận tiện trong quá trình nộp hồ sơ và có thể nhận kết quả trực tiếp tại nhà. Song tính từ đầu năm đến tháng 10 năm nay, trong tổng số trên 24.000 hồ sơ tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe, mới chỉ có khoảng 1.500 hồ sơ tiếp nhận toàn trình, hơn 12.800 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến cấp độ 3 và hơn 9.700 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, rất cần sự tham gia tích cực từ phía người dân. Nhằm phổ biến luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 với quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cá nhân tổ chức bắt buộc phải phân loại rác thải tại nguồn và quy định tính phí rác thải theo khối lượng. Vừa qua, tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên triển khai thí điểm phân loại cân trọng lượng rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Tại hội nghị, đại diện 50 hộ gia đình đã được phổ biến các quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ý nghĩa của việc thực hiện phân loại rác thải làm cơ sở để tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích, hướng dẫn cách thức và quy trình phân loại rác hữu cơ, vô cơ, rác tái chế tại gia đình trước khi thải ra môi trường. Các gia đình được hỗ trợ 2 thùng phân loại rác. Sở Tài nguyên và Môi trường thí điểm cân trọng lượng rác thải phát sinh tại hộ gia đình để làm cơ sở tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng chất thải đã được phân loại theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Mặc dù các chế tài đã quy định mức xử phạt đối với hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định, nhưng hiện nay ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn xảy ra tình trạng này mà chưa bị xử phạt. Tại ngã tư cầu vượt quốc lộ 39A và đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình trên địa bàn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, mặc dù có biển cấm đổ rác nhưng người dân vẫn mang rác ra xả vào đảo phân luồng giao thông. Còn trên đường DT382, vị trí giáp ranh giữa hai thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh và thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, dù chỉ cách hơn chục mét là đến điểm tập kết nhưng rác đã không được đổ đúng vị trí mà đổ ra cả hành lang giao thông như thế này. Tương tự, trên đường tránh quốc lộ 38B, địa bàn thôn Lạp Dục, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tình trạng xả rác ngay trên hành lang giao thông đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ đã quy định hành vi đổ rác không đúng nơi quy định trên đường giao thông bị xử phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tập thể cá nhân vi phạm. Nghị định số 45 năm 2022 về bảo vệ môi trường cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi xả rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị. Mặc dù những chế tài xử phạt nêu trên có hiệu lực thi hành từ 3 đến 5 năm rồi, nhưng thực tế cho thấy hành vi xả rác không đúng nơi quy định hầu như chưa bị xử phạt. Đã đến lúc cần xử lý nghiêm hành vi nêu trên để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong đó, có nhiều ý kiến cho rằng cần lắp camera phạt nguội công bố danh tính đối tượng vi phạm để luật bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống và đặc biệt giúp cải thiện môi trường và cảnh quan. Thưa quý vị và các bạn,
Cùng với công an thì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và mô hình tổ tự quản luôn có vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, qua đó thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, góp phần bảo đảm bình yên cho nhân dân. Những buổi phối hợp tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, các khu phố, các khu dân cư như thế này được công an và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào thường xuyên thực hiện. 15 thành viên của tổ hầu hết từng tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự của phường từ hơn 10 năm nay, vì thế mọi công việc đều được thực hiện khá bài bản và thuần thục. Ngoài việc phối hợp tuần tra, lực lượng này còn là chủ chốt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông vào các giờ cao điểm tại cổng các trường học, trực tiếp đảm bảo trật tự tại các chợ, trung tâm thương mại và các khu nhà trọ. Sáng là từ 6:30 đến 7:30, buổi trưa là từ 11:30 tới 12:30 và buổi chiều là thường từ 16:00 cho tới 17:00 là anh em có mặt ở tại các điểm nóng ở cổng trường để phân luồng giao thông, là kết hợp cùng với lại công an phường tuần tra kiểm soát tất cả các cung đường thuộc phường, chợ Bao Bì, ngã tư phố lối, những cái điểm nóng là chúng tôi đều có mặt để phân luồng giao thông và đảm bảo trật tự. Có những đối tượng là kiểu như ở nơi khác đến mang những cái vũ khí đến đây để mà đánh nhau ấy, là tôi gọi ngay và đội bảo vệ ra là dẹp được luôn và không để cho tình trạng đánh nhau xảy ra, rất là yên tâm về an ninh trật tự. Tối thì các bác ấy đi tuần cũng rất nhiệt tình đấy, có những cái gì đấy thì các bác ấy cũng giúp đỡ người dân. Với người dân phường Phùng Trí Kiên, từ năm 2012 đến nay đã rất quen thuộc với hình ảnh những thành viên tổ tự quản. Họ vốn là những người lính đã từng chiến đấu tại chiến trường, nay trở về tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, các thành viên còn trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày lễ Tết, có mặt tại các buổi lễ lớn đông người, giải quyết những vụ việc đột xuất và tham gia hòa giải nhiều vụ việc trong khu dân cư. Có những đối tượng mà ở xa về đây là làm mất an toàn, nhất là mấy cái đối tượng cờ bạc, chúng tôi đã trực tiếp đến gặp gỡ và giải thích không nên làm những cái việc mất trật tự an toàn an ninh, và chúng tôi đã cảnh báo cho an ninh để giải tỏa những cái tổ điểm ấy. Đây là tự nguyện của anh em của chúng mình tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhân dân cũng rất là tin tưởng và phấn khởi khi mà lực lượng tổ tự quản tham gia làm giữ gìn an ninh trật tự tại các tổ dân phố. Chúng tôi sẽ thành lập tiếp một cái tổ tự quản nữa trong tổ phố Long Đằng. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ. Trên đây là hai trong số hàng chục mô hình tự quản và tổ đảm bảo an ninh trật tự cơ sở ở thị xã Mỹ Hào. Mỗi mô hình, mỗi tổ đội đều đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện 2 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, gồm một vụ vận chuyển bì lợn và một vụ bày bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài xử phạt hành chính 2 vụ với số tiền gần 22 triệu đồng, lực lượng chức năng buộc người vi phạm tiêu hủy 400 kg bì lợn, 60 chiếc bánh trung thu. Ngoài xử phạt hành chính 2 vụ với số tiền gần 22 triệu đồng, lực lượng chức năng buộc người vi phạm tiêu hủy 400 kg bì lợn, 60 chiếc bánh trung thu. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện gần 200 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Vi phạm chủ yếu là vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm hết hạn sử dụng. Cơ quan chức năng đã xử phạt trên 340 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 6 tấn sản phẩm động vật như thịt lợn, lòng lợn, bì lợn, da trâu ôi thiêu không rõ nguồn gốc, hơn 7.000 lít rượu và hàng chục nghìn chiếc bánh trung thu. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy công an huyện Yên Mỹ vừa phối hợp với công an xã Trung Hòa phát hiện bắt quả tang Ngô Văn Phương, sinh năm 1996, trú tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đang có hành vi vận chuyển hơn 5.000 bao thuốc lá, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, Phương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số bao thuốc lá trên. Căn cứ các tài liệu, hồ sơ có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội vận chuyển hàng cấm. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.